Đây có lẽ là hình ảnh vĩ đại nhất của bóng đá thế giới năm 2023. Một huyền thoại bất diệt đứng lên bục nhận lấy danh hiệu quả bóng vàng với gương mặt tươi rói dù đã nhuốm chút màu sương gió. Vẫn còn đôi chút ngượng ngùng của chàng trai vốn sống hướng nội khiến cho nhiều fan thích thú đến nỗi quên mất đã là lần thứ 8 mà Lionel Messi nhận vinh danh này. Một thống kê quá ấn tượng, và rồi ban tổ chức lễ trao giải Ballon d'Or đã nhanh chóng tạo điểm nhấn với thông điệp gây bão. Thời gian là vô hạn và sự vĩ đại của Messi cũng vậy. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Vinh quang cao quý tại Paris hòa lệ ngày hôm ấy chỉ là đại diện cho một năm 2023 quá đỗi tuyệt vời của Lionel Messi. Năm mà vị thế của đấng toàn năng bóng đá nơi Anh được củng cố và khẳng định. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng mình là bình luận viên Mạnh Tài nhìn lại hành trình 12 tháng qua của GOAT để xem thế nào là độ vĩ đại hoàn mỹ nhất nha. FIFA The Best vương miện khởi đầu một năm huyền thoại. World Cup 2022 ghi nhận một hành trình huyền thoại của Messi với danh hiệu vô địch thế giới, anh hằng hao ước cùng màn cánh tim cực mạnh. Chiến công ấy đã quá đủ để bảo chứng cho danh hiệu FIFA The Best 2022. Đến cả hai đối thủ của trụ cột Inter Miami khi ấy là Kylian Mbappe và Karim Benzema cũng đều hiểu bản thân khó có cơ hội tạo nên bất ngờ. Do vậy, cái tên Lionel Messi đã được vang lên tại nhà hát Seoul Player vào ngày 28 tháng 2 là điều bắt buộc phải xảy ra. Messi xứng đáng với giải thưởng FIFA The Best thứ hai trong đời cầu thủ để qua đó cân bằng thành tích cùng với những người nhiều lần giật danh hiệu nhất là Cristiano Ronaldo và Ibrahimovic. Cơn ác mộng tại Paris. FIFA The Best 2022 tô điểm thêm cho sự nghiệp rực rỡ của Messi. Nhưng cuộc sống thì chẳng có màu hồng và đâu phải ngày nào chủ nhân của 8 quả bóng vàng cũng được tập luyện với Rodrigo De Paul hay là Di Maria đâu. Thay vào đó là bầu không khí tương đối ngột ngạt tại PSG khi Leo trở lại Paris trong vai trò trụ cột của Les Parisiens. Được biết, các fan bóng đá Pháp vốn đã không vui sau thất bại ở chung kết World Cup 2022, nay lại càng có lý do để băn khoăn về Mpunga khi cầu thủ này cùng các đồng đội bị Bayern Munich đá bay khỏi Champions League. Cụ thể, PSG thảm bại 0-3 sau 2 lượt trận ngay tại vòng 16 đội và phải chấp nhận rằng đến GOAT của làng túc cầu cũng chẳng thể giúp họ chạm tay vào chiếc cúp tay voi danh giá. Sự thật trên quá khó để nuốt trôi, và rồi không ít cổ động viên quá khích đã đẩy nhân tố sinh năm 1987 vào những ngày tháng thật áp lực. Họ la ó Messi khi tiền đạo người Nam Mỹ xuất hiện trên sân. Họ biểu tình trước sân vận động cùng những lời lẽ không hay hướng về phía cựu sao Barcelona. Đến cả Neymar cũng bị các fan bao vây căn biệt thự và buông ra lời cay đắng do có hành động bảo vệ người đàn anh. Rõ ràng lấy bên cạnh nhiều điểm sáng thì thời gian cuối của Messi tại sân cầu viên các hàng tử chính là gam màu trầm nhất năm 2023 của anh. Trong khoảng thời gian đáng quên đó, rất ít anti-fan quan tâm đến việc Mpunga vẫn tỏ ra chuyên nghiệp cho các trận đấu để giúp Paris Saint-Germain duy trì thế thống trị tại đấu trường quốc nội. Thậm chí cầu thủ này còn là vua kiến tạo ở Ligue 1 mùa trước khi thường xuyên chấp nhận đá lùi để dọn cỗ cho Mbappe cùng nhiều đồng đội khác. Tất cả đơn giản đã để lại những cảm xúc ghét bỏ, vô lý, chi phối và đẩy Messi cùng chính đội bóng cũ vào một câu chuyện chẳng có gì làm hay ho. May thay, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc vào mùa hè khi các bên đáo hạn hợp đồng. Những lời tạm biệt xã giao được đăng tải vội vã và một lượng khá khá người hâm mộ trên toàn thế giới cũng bỏ theo dõi trang mạng xã hội của PSG trong ngày mà họ chia tay bản hợp đồng lịch sử của câu lạc bộ. Tìm về chốn bình yên trên đất Bắc Mỹ. Tất nhiên, điểm đến tiếp theo của GOAT trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều tuần lễ. Ý tưởng đầu tiên cho câu hỏi này chắc chắn là Barcelona, khi ai cũng hiểu sân Camp Nou là nơi mà Messi thuộc về. Một kịch bản khác kịch tính hơn là huyền thoại Nam Mỹ sang Tây Á đối đầu trực tiếp với đối thủ lâu năm Ronaldo tại Saudi Pro League. Thực tế sau này cũng đã chứng minh cầu thủ sinh năm 1987 đúng là đã cân nhắc các phương án trên, nhưng cuối cùng đáp án của anh đã làm tất cả phải vỡ òa. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 7, truyền thông thế giới dậy sóng trước quyết định tạm biệt châu Âu để đến Mỹ thi đấu cho câu lạc bộ Inter Miami của Messi. Chưa đầy 24 tiếng sau đó, lễ ra mắt hoành tráng có tên The Unveil được tổ chức tại sân vận động DRVPNK để người hâm mộ xứ sở cờ hoa chào đón nhân vật đỉnh nhất của bóng đá thế giới. Tất nhiên đã không còn một ghế trống trên khán đài và cả ba ông chủ của Inter Miami đều có mặt để ra mắt niềm tự hào lớn nhất mà tập thể MLS từng sở hữu. Đội bóng nổi tiếng này đơn giản đã có được GOAT của làng túc cầu và David Beckham còn chưa lòng bản hợp đồng thế kỷ bằng cách chiêu mộ thêm cả Sergio Busquets lẫn Jordi Alba để tạo ra một Barcelona thu nhỏ giữa lòng nước Mỹ. Vậy là chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, đại diện MLS từ một tập thể yếu quanh năm chỉ có lo trụ hạng đã trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới.
Inter Miami đã tận dụng quá tốt cú hích từ việc chiêu mộ Messi, từ truyền thông cho đến truyền một. Ngay ở trận ra mắt đội bóng mới, nhà vô địch World Cup 2022 đã lập một siêu phẩm đá phạt và thắng lợi ngày hôm ấy đã sớm báo hiệu cho một sự hợp tác cực kỳ thành công. Theo đó, từ chỗ thua nhiều hơn thắng, thì câu lạc bộ của El Pulga lột xác hoàn toàn, đánh bại nhiều cái tên sừng sỏ của xứ sở cờ hòa bằng phong độ không thể coi thường. Thậm chí đội bóng dưới quyền chủ tịch David Beckham còn có được chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử khi đăng quang tại League Cup sau lượt đấu súng định mệnh. Chẳng có sự lột xác nào ngoạn mục hơn thế, và thông số 11 bàn thắng sau 14 trận ở Inter Miami chưa đủ để nó lên tầm vóc của nhà vô địch thế giới. Nguyên nhân là bởi Messi giờ đã sắm vai linh hồn của tập thể xứ sở cờ hòa để giúp câu lạc bộ này dám mơ về những điều lớn lao hơn nữa. Quả bóng vàng và số 8 vô cực. Bước vào đầu đông năm 2023, Messi bước vào cuộc đua danh hiệu cá nhân quan trọng nhất năm là giải thưởng của bóng vàng. Ai cũng biết đây là vinh quang cao quý nhất đối với đời cầu thủ, và Messi cần thêm một lần nữa để khẳng định vị thế GOAT trong làng túc cầu của mình. Tất nhiên, cúp vàng thế giới 2022 là bảo chứng quá lớn cho khả năng thắng Ballon d'Or của huyền thoại Nam Mỹ. Thế nhưng thành tích của nửa đầu năm 2023 cũng là cơ sở cho cuộc bình chọn, và cái kết không quá ấn tượng của thủ quân Abislete tại PSG đã khiến cho sự kịch tính được đẩy lên mức tối đa. Nguyên nhân là bởi khi cựu sao Barca cùng câu lạc bộ cũ dừng bước sớm tại Champions League, thì Man City của siêu tiền đạo Erling Haaland đã kịp chiếm lấy spotlight bằng việc chinh phục chiếc cúp tài vòi theo cách cực kỳ thuyết phục. Bên cạnh đó, tiền đạo người Na Uy còn là đầu tàu giúp câu lạc bộ chủ quản vô địch cả Premier League lẫn FA Cup. Qua đó, Haaland cũng sở hữu bảng vàng thành tích cá nhân khi là vua phá lưới tại giải ngoại hạng, Champions League và nhiều dấu ấn cao quý khác nữa. Đâu có sự thách thức nào lớn hơn vậy. Và thậm chí nhiều tháng trước khi mọi thứ ngã ngũ tại nhà hát Chalette, fan của hai siêu sao lẫn nhiều cái tên nổi bật trong làng túc cầu đã lớn tiếng tranh luận xem ai mới xứng đáng được vinh danh hơn. Thế nhưng điều đang nói là dường như chính Messi lại không quá quan tâm tới việc giành danh hiệu của bóng vàng thứ 8 trong đời cầu thủ. Nói đúng hơn là sự nghiệp của El Pulga đã quá đủ đầy với những dấu ấn chói lọi là chức vô địch World Cup 2022, và chính cựu sao của Barca trong một buổi trả lời phỏng vấn giữa năm cũng cho biết bản thân hiện tại nhìn mọi thứ dưới tâm lý tương đối an nhiên và bình tĩnh. Thế nhưng những người làm chuyên môn và có nhiệm vụ của mình, và họ đã dành cho trụ cột Inter Miami sự đánh giá công bằng và trao cho anh khoảnh khắc trọn vẹn nhất sự nghiệp. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 10, cầu thủ 36 tuổi nhận danh hiệu của bóng vàng thứ 8 giữa sự tán dương của các đồng đội, cổ động viên và cả gia đình thân yêu. Đến cả Haaland, Mbappe hay các hậu bối khác được đem ra so sánh với Messi cũng đều đứng cả dậy ngày hôm ấy để dành cho anh những tràng vỗ tay trang trọng nhất. Tất cả đều hiểu rằng kết quả cuộc đua của bóng vàng đã ngã ngũ và El Pulga chiến thắng là do anh xứng đáng 100%. Các chức vô địch World Cup, Ligue 1 hay giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng danh xưng vua kiến tạo ở sân chơi hấp dẫn nhất nước Pháp đơn giản đã đủ để huyền thoại người Nam Mỹ nhận được sự tín nhiệm. Tất nhiên Erling Haaland cũng có một năm diệu kỳ, nhưng với riêng cuộc đua của bóng vàng 2023, El Pulga vẫn là người nổi trội hơn, và ông bố ba con đã có thể chia tay lục địa già trong vinh quang tột đỉnh. Theo đó, việc thắng tới 8 quả bóng vàng là điều chưa ai có thể làm được và cũng khó lặp lại trong lịch sử làng túc cầu. Messi giờ đây đã là riêng, là duy nhất và là GOAT của môn thể thao vua. Việc này giúp anh có thể yên tâm tận hưởng chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp tại MLS cùng sự an nhiên lớn nhất chưa từng có trước đây. Đúng là một cái kết hoàn hảo cho năm 2023 đáng nhớ của một con người vốn đã luôn xuất sắc nhất tại môn thể thao mà mình tham dự.